Tối hôm qua, đang ngồi ăn cơm thì Thảo Nguyên phát hiện có một con bọ lạ bay vào nhà. Wow, quá là bất ngờ, đây là một con đom đóm. Các bạn ơi, phần đít của nó có thể phát sáng được nè, trông y như một cái bóng đèn luôn. Không biết bọn này được đưa vào top nguy cơ bị tuyệt chủng chưa mà hơn chục năm rồi Sam mới thấy lại được một con, còn Thảo Nguyên là lần đầu luôn. Hồi còn nhỏ xíu, cứ mỗi lần mình vô dãy với ba mẹ vào buổi tối là đom đóm nó bay thành đàn, lúc đó mình sợ ma muốn xỉu. Lớn hơn một chút, mỗi lần thấy đom đóm là mình dí tụi nó để bắt cho vào cái lọ rồi ngồi ngắm, nhớ lại cũng chiêu phết. Bạn nào chưa từng thấy con này điểm danh phát, chứ video tới đây là hết rồi, bye bye.